Nếu tất cả chúng ta có thể có một phẩm chất giúp chúng ta vượt lên trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đó sẽ là sự tự tin. Bởi vì đó là những gì chúng ta cần nhiều hơn, và đó là công cụ có thể giúp chúng ta khởi động mỗi ngày, và trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Tự tin là thành công cuối cùng, vì ngay cả khi bạn không có những phẩm chất đúng đắn cho công việc, bạn vẫn có thể làm điều đó đơn giản chỉ vì bạn tin vào chính mình đến mức mọi sự không chắc chắn, nghi ngờ và sợ hãi đều biến mất. Và bạn thấy mình thành công trước khi bạn thực sự là như vậy. Một khi bạn có suy nghĩ này, không gì có thể ngăn cản bạn. Nhưng làm thế nào để chúng ta trở nên tự tin vào khả năng của mình? Điều gì khiến chúng ta tin vào bản thân mình đến mức không còn yếu tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng ta nữa? Câu trả lời ở đây đó là bằng cách đơn giản là nói chuyện với chính mình trong gương. Nói chuyện với chính mình trong gương, làm thế nào để làm điều đó? Tất cả bạn cần là một tấm gương. Bạn đứng thẳng trước mặt nó, ngẩng đầu và vai trở lại. Bạn nhìn vào mắt bạn, hít thở sâu và bắt đầu lặp lại những lời khẳng định mạnh mẽ. Thói quen này có tác động rất lớn đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của bạn nếu được thực hiện hàng ngày. Bạn không cần sự chuẩn bị, kiến thức, kinh nghiệm hay thậm chí là một chút tự tin. Tất cả bạn cần làm là nhìn vào phản ánh của bạn và nói những tuyên bố tích cực, thành công, động lực về bản thân bạn như một người và cuộc sống của bạn nói chung. Bao lâu bạn nên làm điều đó cho kết quả tối đa? Bắt đầu với 2 lần một ngày, vào buổi sáng ngay sau khi bạn thức dậy và buổi tối trước khi bạn đi ngủ. Đây là 2 thời điểm tốt nhất trong ngày cho bài tập này. Đây là lý do tại sao những gì bạn làm điều đầu tiên vào buổi sáng sẽ tạo ra giai điệu cho cả ngày. Tâm trí của bạn dễ bị tác động nhất trong những phút đầu tiên khi mở mắt ra. Và nếu bạn tham gia vào một hoạt động như vậy, những lời khẳng định bạn sẽ lặp lại trong gương sẽ đưa ý thức của bạn đến một mức độ sâu hơn và bạn sẽ cảm thấy ngay lập tức lòng tự tin được tăng lên. Sau đó, làm lại vào buổi tối để làm cho hiệu ứng thậm chí còn lớn hơn. Mọi người thường tự hỏi họ nên làm kỹ thuật gương bao lâu mỗi lần. Sự thật là, bạn có thể làm điều đó càng lâu càng tốt. Nhưng đối với người mới bắt đầu, nó sẽ khó có thể liên tục thực hiện trong 10 phút từ những lần đầu. Đó là lý do tại sao bạn nên bắt đầu trong những khoảng thời gian ngắn, như chúng ta làm với mọi thói quen mới khác. Làm điều đó trong 1 phút ngày hôm nay và trong vài ngày tới. Sau đó, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi làm điều đó và sẽ sớm cảm thấy dễ dàng để giữ nó trong thời gian lâu hơn. Sau đó bạn có thể làm trong 5 phút, sau đó là 6 phút. Và như vậy, vào thời điểm bạn thực hiện nó một cách tự động, kỹ thuật gương sẽ là một phần quan trọng trong lịch trình hàng ngày của bạn và bạn sẽ tăng sự tự tin của mình qua từng ngày. Những điều cần nói với bản thân trước gương. Nhiều người thành công đang thực hành kỹ thuật này, ngay cả sau khi họ đã đạt được rất nhiều thành công. Chỉ vì họ biết thói quen nhỏ bé này mạnh mẽ như thế nào, và khi thực hiện hàng ngày, đó có thể là điều làm thay đổi cuộc sống của họ. Và bí mật nhỏ là việc nói những điều trước gương thực sự khiến bạn tin vào điều đó. Nó không thay đổi bất cứ điều gì trong thế giới vật chất, nhưng nó đặt những suy nghĩ mạnh mẽ, tập trung trong tâm trí của bạn, và chúng định hình thực tế của bạn sau này. Nhưng chúng ta nên nói gì với chính mình trong gương để thực sự trở nên tự tin hơn? Dưới đây là một số khẳng định tích cực sẽ giúp bạn cảm nhận được lợi ích của kỹ thuật này cộng với các dòng chính xác để nói với bản thân mỗi sáng và tối để có được sự tự tin. 1. Phẩm chất tốt của bạn. Bắt đầu nói to tất cả những điều tốt đẹp mà bạn đã từng nghe về bản thân, những lời khen bạn đã nhận được. Những điều bạn thích về bản thân, những mặt tốt của bạn, những thứ khiến bạn khác biệt với những người khác. Nói những điều như: tôi tin vào bản thân mình dù thế nào đi chăng nữa. Tôi đã thành công trước đó, tôi có thể làm lại.
những hạn chế duy nhất là những điều trong đầu tôi và tôi không cho phép chúng ngăn cản tôi đi theo những gì tôi muốn trong cuộc sống. Tôi là một cá thể có quyền yêu, được yêu, đấu tranh cho những gì tôi tin tưởng và đạt được thành công. Tôi là người tốt và mọi người thấy điều đó. Tôi đưa ra những lựa chọn đúng. Mỗi ngày tôi trở nên mạnh mẽ hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và tự tin vào bản thân. Tôi có tiềm năng để làm những điều tuyệt vời với cuộc sống của tôi. 2. Những điều tích cực về ngày hôm sau. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Cuối ngày, tôi sẽ tự hào về số tiền mà tôi đã có được. Bất cứ nơi nào tôi đi, tôi sẽ tỏa ra sự tự tin. Những người khác sẽ tôn trọng tôi và hướng nhìn về tôi. Tôi xứng đáng với những điều tốt nhất và chỉ có những điều tốt đang đến với tôi. Tôi được bao quanh bởi những người tự tin khác. 3. Khẳng định niềm tin. Tôi tự hào về tôi là ai. Tôi độc lập. Giọng nói của tôi toát lên sự tự tin. Tôi tin tưởng bản thân mình. Tôi thoải mái nhìn vào mắt mọi người. Tôi tự tin về những gì cuộc sống đã lên kế hoạch cho tôi. Tôi tôn trọng bản thân mình. Tôi xứng đáng với những điều tốt nhất. Những câu hỏi khác bạn có thể có về kỹ thuật gương. Mất bao lâu để nó hoạt động? Nếu bạn tiếp tục làm điều đó 2 lần một ngày và cố hết sức để nói những lời khẳng định trong gương một cách tự tin nhất có thể, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều và sự tự tin của bạn sẽ cao hơn trong 1 tuần hoặc 10 ngày. Và từ đó trở đi, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn với chính mình sau mỗi lần tập luyện. Mỉm cười khi thực hành có giúp ích gì không? Vâng, có. Nó làm cho kỹ thuật này trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì bạn sử dụng ngôn ngữ cơ thể, và không chỉ tâm trí của bạn mà cả cơ thể bạn cũng tin những gì bạn nói. Kỹ thuật gương chỉ để xây dựng sự tự tin. Không, nó có thể được sử dụng cho bất kỳ điều gì khác mà bạn muốn tin vào. Với nó, bạn có thể thay đổi cách tiếp cận cuộc sống, trở nên lạc quan hơn, vượt qua một sự kiện đau thương, vân vân. Tôi nói chuyện với chính mình trong gương. Được không? Chắc chắn rồi. Bất cứ điều gì bạn muốn trò chuyện với người khác, những bí mật khó nói bạn có thể là người bạn cho chính bản thân mình. Những lần đầu trò chuyện với mình trong gương có vẻ như không được bình thường. Nhưng khi bạn đã quen, bạn sẽ thấy nó tuyệt vời thế nào. Một số người đã từng nghe về bài tập này có thể nhận ra rằng họ đã thử nó. Và điều đó thật tuyệt vời. Đó là một kỹ thuật thành công được nhiều người sử dụng. Điều đó giúp họ tin vào bản thân và do đó đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Nó không gì khác hơn là sử dụng ngôn ngữ cơ thể và sức mạnh của tâm trí bạn để xây dựng sự tự tin. Vì vậy, đó là tất cả những gì bạn cần biết về kỹ thuật gương. Bây giờ bạn không có lý do gì để không thực hành nó hàng ngày và cảm nhận hiệu quả tuyệt vời của nó.